Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024, sáng ngày 10 tháng 11, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, tới dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại Làng văn hóa Thụ Khê, xã Liên Khê cùng dự có đồng chí đỗ tràng thành phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố về phía huyện có đồng chí phạm hưng hùng ủy viên thành ủy bí thư huyện ủy đồng chí nguyễn văn viện ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo các ban xây dựng đảng huyện ủy lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân làng văn hóa thụ khê xã liên khê trong không khí phấn khởi của ngày hội các đồng chí lãnh đạo và nhân dân đã xem cổ vũ cho chương trình nghệ thuật đặc sắc sôi nổi với chủ đề ca ngợi đảng quang vinh bắc hồ vĩ đại tình yêu quê hương đất nước ca ngợi quê hương đổi mới phát triển truyền thống cuột khởi thủy nguyên anh hùng truyền thống tự hào và lòng yêu nước thể hiện tinh thần đoàn kết và khẳng định mặt trận tổ quốc là mái nhà chung quy tụ khối đoàn kết toàn dân tộc Chúc mừng động viên ngày hội, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực huyện ủy tặng hoa và quà chúc mừng làng văn hóa Thụ Khê, xã Liên Khê. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Làng văn hóa Thụ Khê, xã Liên Khê có diện tích tự nhiên 147 ha, 738 hộ gia đình với 2.352 nhân khẩu được phân bổ thành hai đơn vị hành chính là thôn 1 và thôn 2. Phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân làng văn hóa thụ khê, luôn đoàn kết, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng làng văn hóa ngày càng giàu đẹp văn minh, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, số hộ khá giàu ngày càng tăng, đến nay trong làng chỉ còn một hộ nghèo và tám hộ cận nghèo. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư được quan tâm. Trong làng duy trì quỹ khuyến học thường xuyên và có 20 dòng họ có quỹ khuyến học. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được chú trọng. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đầu tư diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao phát biểu tại ngày hội đồng chí phạm hưng hùng ủy viên thành ủy bí thư huyện ủy bày tỏ sự vui mừng trước sự đổi mới phát triển của làng văn hóa thụ khê nói riêng và xã liên khê nói chung đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Biểu dương truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương thời gian qua, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận xã Liên Khê, các ban công tác mặt trận thôn, nhất là các thôn thuộc làng văn hóa Thụ Khê, cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 94 năm qua truyền thống cách mạng của quê hương để xây dựng địa phương ngày càng đổi mới đạt được nhiều kết quả cao hơn trong các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc các cấp phát động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng có chung một nhận thức và hành động lấy giữ vững độc lập thống nhất của tổ quốc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết tính tự quản cộng đồng trong đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vệ sinh môi trường quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách người có công người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng các phong trào thiết thực gắn với hoạt động tại địa phương xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhất là khi thủy nguyên sẽ trở thành thành phố phải tập trung thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là sắp xếp nhập hai xã liên khê và lại xuân thành lập xã mới liên xuân gắn với nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tiến tới tiêu chí đô thị bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu sản xuất phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương làm giàu cho gia đình và góp sức xây dựng quê hương góp phần cùng với đảng bộ chính quyền và nhân dân của xã liên khê hiện nay xã liên xuân tới đây thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra phấn đấu cùng nhân dân thủy nguyên xây dựng phát triển thành phố thủy nguyên ngày càng văn minh hiện đại Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng bằng khen hai tập thể cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khen thưởng 6 tập thể cá nhân. Ủy ban Nhân dân xã Liên Khê khen thưởng 15 cá nhân vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng 5 xuất quà động viên 5 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.